Xin chào tất cả các em, thầy tên là Nguyễn Văn Hưng, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương. Thì hôm nay thầy rất là vui được làm quen với tất cả các em qua cái tiết học trực tuyến ở bộ môn địa lý lớp 9. Như ở tuần trước là chúng ta đã được tìm hiểu về nội dung của vùng Đông Nam Bộ qua cái phần tình hình phát triển kinh tế. Thì ở phần đó chúng ta đã được tìm hiểu hai ngành công nghiệp và nông nghiệp. Như vậy còn lại một ngành nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua nội dung của bài số 33, đó là ngành dịch vụ. Như vậy thì bây giờ các em có thể ghi tiêu đề 4 la mã, tình hình phát triển kinh tế, 3 nhỏ dịch vụ vào trong tập của mình. Và để tìm hiểu xem coi là dịch vụ của Đông Nam Bộ bao gồm có những ngành nào, thì sau đây xin mời tất cả các em chúng ta hãy cùng quan sát một số hình ảnh dưới đây. Thì cái hình ảnh dưới đây đó là nói về các hoạt động của ngành nội thương như trao đổi hàng hóa, cũng như là các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Và đây là những cái hình ảnh thuộc về ngành bưu chính viễn thông. Tiếp theo, đây là những hình ảnh thuộc về ngành tài chính ngân hàng. Và những hình ảnh dưới đây là nói về hoạt động du lịch ở vùng Đông Nam Bộ. Đây là những hình ảnh thuộc về lĩnh vực giao thông vận tải. Như trong những bức hình chúng ta quan sát, đây là hầm Thủ Thiêm và tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Như vậy thì chúng ta vừa mới quan sát xong một số hình ảnh nói về các hoạt động dịch vụ ở Đông Nam Bộ. Như vậy thì các em có thể cho biết hoạt động dịch vụ ở Đông Nam Bộ như thế nào nè. Và chúng ta thấy cơ cấu của ngành dịch vụ rất là đa dạng, bao gồm có thương mại nè, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, vân vân. Như vậy thì bây giờ các em có thể ghi cái ý này vào trong tập của mình. Còn về tỷ trọng của dịch vụ ở Đông Nam Bộ như thế nào? Thì mời tất cả các em chúng ta hãy quan sát bảng 33.1 ở trang 121. Trong bảng này cho chúng ta thấy có 3 tiêu chí: tổng mức bán lẻ hàng hóa, số lượng hành khách vận chuyển, khối lượng hàng hóa vận chuyển và các mốc thời gian 1995, 2000 và 2002. Như vậy thì bây giờ nhiệm vụ của các em là hãy quan sát cái bảng 33.1 này và nêu nhận xét hay một số cái tiêu chí về dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước và nêu giải thích. Một cái điều lưu ý, khi nhận xét chúng ta để ý năm đầu và năm cuối để chúng ta thấy rõ là tỷ trọng của từng tiêu chí nó có sự thay đổi như thế nào. Qua bảng này chúng ta thấy rõ là tổng mức bán lẻ hàng hóa có xu hướng giảm dần từ 35,8 xuống còn 33,1%. Số lượng hành khách vận chuyển giảm dần từ 31,3 xuống còn 30,3%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển là có sự biến đổi, tăng từ 17,1 đến 17,5% năm 2000 và giảm xuống còn 15,9% năm 2002. Như vậy thì nhìn chung chúng ta thấy cả 3 tiêu chí dịch vụ của Đông Nam Bộ có sự thay đổi ở chỗ đó là giảm dần. Nhưng thực tế, giá trị tuyệt đối của những tiêu chí này, các bạn chú ý, nó không giảm. Như vậy thì chứng tỏ là hiện tại những cái tiêu chí này của các vùng khác, chúng ta thấy nó đang tăng nhanh lên. Từ những cái nhận xét của bảng 33.1 và cộng với cái bảng số 32.1 ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu, như vậy thì ngành dịch vụ của Đông Nam Bộ nó chiếm một cái tỷ trọng như thế nào? Và bây giờ các em có thể ghi cho thầy một ý tiếp theo vào trong tập của mình, đó là chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP. Như vậy còn tình hình phát triển của các ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ như thế nào? Thì như lúc nãy chúng ta thấy ở bảng số 33.1 thì cái tiêu chí tổng mức bán lẻ hàng hóa ở Đông Nam Bộ chiếm tỷ lệ rất là lớn. Thì điều này cho thấy được là cái hoạt động nội thương ở Đông Nam Bộ phát triển rất là mạnh. Còn về ngoại thương
Như nội dung trong sách giáo khoa cho chúng ta thấy là Đông Nam Bộ là cái vùng mà có cái hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đầu cả nước. Như vậy thì bây giờ các em có thể ghi hai cái ý này vào trong tập của mình, nội thương và ngoại thương. Thì tiếp theo, như vậy thì Đông Nam Bộ là nơi dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu. Như vậy thì bây giờ các bạn dựa vào cái nội dung trong sách giáo khoa, hãy cho biết những cái mặt hàng xuất khẩu và những mặt hàng nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ. Như chúng ta thấy là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ có thể nói đó là dầu thô, rồi lương thực, thực phẩm chế biến, các mặt hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ, vân vân. Và trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ hàng xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ đã qua chế biến là được nâng lên rất là rõ rệt, cả về số lượng và chất lượng. Còn đối với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ thì chúng ta thấy đó là máy móc, thiết bị, các nguyên vật liệu cho phục vụ cho sản xuất, và đặc biệt nữa là rất là nhiều các hàng tiêu dùng cao cấp. Thì ở đây đối với những mặt hàng tiêu dùng cao cấp thì chúng ta có thấy rất là rõ và rất là đa dạng, thường thường tập trung nhiều ở trong các siêu thị hoặc là các trung tâm thương mại, vân vân. Và một cái điều đáng nói, đáng nhìn nhận đó là trong vùng Đông Nam Bộ, cái nơi mà có cái hoạt động xuất khẩu rất là nổi bật và có rất là nhiều cái thuận lợi, thì đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì bây giờ các em có thể cho biết là thành phố Hồ Chí Minh nhờ có những cái điều kiện thuận lợi nào mà dẫn đầu của vùng cũng như là của cả nước về cái hoạt động xuất khẩu. Thì ở đây thầy có một số cái gợi ý để các em có thể tham khảo. Thứ nhất, đó là nhờ có cái vị trí địa lý thuận lợi. Thứ hai là cơ sở hạ tầng khá là hoàn thiện và hiện đại. Thì điều này chúng ta thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh có cái cảng lớn, đó chính là cảng Sài Gòn, rồi có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì bên cạnh đó có hai cái cảng sông mà hiện nay cũng đang được đầu tư nâng cấp và mở rộng để phục vụ cho cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là cảng Nhà Bè và cảng Cát Lái. Cái thuận lợi thứ ba nữa có thể nói đó là thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều cái ngành kinh tế và rất là phát triển, và nó tạo ra được một cái nguồn hàng hóa rất là phong phú để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Một cái thuận lợi nữa đó chính là thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được cái sự đầu tư rất là nhiều của nước ta cũng như là của nước ngoài. Đây là một số cái gợi ý để các em có thể tham khảo. Còn hoạt động kinh tế đối ngoại như thế nào? Thì bây giờ các em có thể quan sát cho thầy một cái biểu đồ hình tròn, hình 33.1, trang 122. Thì cái biểu đồ hình tròn này cho chúng ta biết tỷ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam năm 2003. Như vậy thì trên cái biểu đồ hình tròn này chúng ta thấy có hai màu. Màu xanh lá là thể hiện tỷ lệ phần trăm của vùng Đông Nam Bộ. Màu vàng là thể hiện tỷ lệ phần trăm của các vùng khác. Như vậy thì nhìn vào biểu đồ này chúng ta thấy rất là rõ là vùng Đông Nam Bộ chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, 50,1% trong tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. Còn các vùng còn lại thì nó chỉ chiếm có 49,9%. Như vậy thì bây giờ các bạn cho biết vì sao Đông Nam Bộ lại có một cái sức thu hút rất là mạnh của các nhà đầu tư ở nước ngoài. Và đây là cái phần gợi ý của thầy về những cái thuận lợi. Nhờ những cái thuận lợi này mà Đông Nam Bộ thu hút rất là mạnh cái nguồn vốn đầu tư của nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam. Thứ nhất là Đông Nam Bộ có vị trí rất là thuận lợi, đó là nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thứ hai là cái tiềm lực phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ rất là lớn, đồng thời có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên khá là phong phú. Thứ ba, Đông Nam Bộ được coi là cái vùng phát triển rất là năng động, có trình độ cao về kinh tế. Thứ tư là đây là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao động lành nghề, năng động, sáng tạo với nền kinh tế thị trường
với nền sản xuất hàng hóa. Và cái thuận lợi cuối cùng đó là nhờ có cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn. Thì trên đây là một số cái thuận lợi, một số cái mặt mạnh để thấy được Đông Nam Bộ là cái nơi mà thu hút nhiều vốn đầu tư của nước ngoài và Việt Nam. Còn về hoạt động của ngành giao thông vận tải ở Đông Nam Bộ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả các em chúng ta hãy mở tập bản đồ địa lý lớp 9 trang số 15. Hoặc các em có thể nhìn lại hình 14.1 ở sách giáo khoa trang số 52. Thì trong tập bản đồ, các em quan sát kỹ giùm thầy ngay khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Nam Bộ. Sau đó hãy cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể đi đến các thành phố khác trong cả nước bằng những loại hình giao thông nào. Thì trên tập bản đồ chúng ta thấy rõ là từ thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương khác bằng nhiều loại hình vận tải, đó là đường bộ nè, đường sắt, đường hàng không, đường biển, vân vân. Thì bây giờ cụ thể hơn, các em có thể cho thầy một cái ví dụ, coi từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi Đà Nẵng bằng những loại hình giao thông nào? Đó chính là đường bộ, đường hàng không, đường sắt. Tiếp theo, từ Hồ Chí Minh chúng ta đi Hà Nội, vậy bằng những loại hình nào? Đó chính là đường bộ, đường sắt và đường hàng không, vân vân. Như vậy thì từ những ý trên chúng ta có thể thấy rõ thành phố Hồ Chí Minh được coi là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của vùng và cả nước. Còn giải thích tại sao thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của vùng và cả nước thì ở trong bài số 14 thầy có giải thích rồi, các em có thể xem lại. Bây giờ các em ghi ý này vào trong tập của mình: thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của vùng và cả nước. Và tiếp theo, để tìm hiểu về tình hình phát triển của ngành du lịch ở Đông Nam Bộ như thế nào, thì bây giờ các em mở tiếp qua cho thầy trang số 17 trong tập bản đồ địa lý lớp 9 và trả lời hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất là em hãy xác định trung tâm du lịch lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam. Câu hỏi thứ hai, tại sao nói tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp? Như vậy thì từ trong tập bản đồ chúng ta có thể thấy rất là rõ là trung tâm du lịch lớn nhất của vùng và khu phía Nam chính là thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại sao nói tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp? Thì ở đây là một số cái gợi ý của thầy. Thứ nhất đó là Đông Nam Bộ tiềm năng du lịch rất là lớn. Thì những cái tiềm năng du lịch của vùng Đông Nam Bộ đó là chúng ta thấy rõ trong tập bản đồ, đó là gì? Có nhiều cái địa điểm tham quan và du lịch rất là nổi tiếng. Thứ hai, nhiều cái thắng cảnh rất là đẹp. Thứ ba là có cơ sở hạ tầng khá là phát triển. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến những cái thành phố này, cái hoạt động giao thông vận tải rất là thuận lợi, rất là nhộn nhịp. Rồi ý tiếp theo, đây là cái vùng mà dân số rất là đông, đồng thời thu nhập của người dân rất là cao, nên cái nhu cầu đi du lịch của người dân rất là nhiều. Và một cái điều kiện thuận lợi nữa có thể nói đó là khí hậu rất là ôn hòa, rất là thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, vân vân. Thì trên đây là một số cái hoạt động nói về du lịch của vùng Đông Nam Bộ. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể ghi thêm một ý nữa vào trong tập của mình là hoạt động du lịch nhộn nhịp quanh năm. Và để củng cố lại kiến thức của những cái nội dung mà chúng ta vừa mới tìm hiểu thì sau đây thầy có hai cái câu hỏi bài tập trắc nghiệm, thì các em có thể trả lời nhanh cho thầy. Câu thứ nhất, cho biết trung tâm du lịch lớn nhất của vùng và cả nước. Như vậy ở đây cái đáp án mà đúng nhất chúng ta chọn đó chính là đáp án B. Và câu thứ hai, em hãy cho biết những mặt hàng xuất khẩu
không phải là mặt hàng đầu của vùng Đông Nam Bộ. Như hiện đây chúng ta cái mặt hàng xuất khẩu mà không phải là hàng đầu của vùng Đông Bộ đó chính là câu C, hàng đá. Như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu xong cái nội dung của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ. Như vậy còn về các trung tâm kinh tế cũng như là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nó có đặc điểm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần Nam La Mã. Thì nội dung của cái phần này nó gồm có hai phần. Thứ nhất là tìm hiểu về các trung tâm kinh tế. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thì nói về các trung tâm kinh tế, bây giờ các em có thể mở lại cho thầy cái hình số 32.2 ở trang 118. Thì trên cái lược đồ hình 32.2 này, chúng ta có thể thấy rất là rõ là các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ. Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu. Thì ba cái trung tâm kinh tế này tạo thành một cái tam giác công nghiệp rất là quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Và một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là Thủ Dầu Một. Hiện nay cái tiềm năng kinh tế của Thủ Dầu Một cũng rất là lớn và cái điều kiện phát triển rất là nhanh, trở thành một cái trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Như vậy bây giờ các em có thể ghi nhanh cho thầy cái ý này vào trong tập của mình, đó là các trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu. Và phần hai nhỏ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngay bây giờ các em có thể đọc cho thầy một số cái thông tin của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở trong sách giáo khoa ngay trang 122. Thì trong phần này chúng ta có thể thấy được diện tích, dân số cũng như là các tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thì vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm có tất cả là 7 tỉnh, thành phố. Đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Long An. Và một điều các em cần phải lưu ý thêm cho thầy, đó là năm 2007, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng quy mô của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, thì riêng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chúng ta thấy có thêm một tỉnh nữa, đó chính là tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ các em quan sát trên màn hình, trên cái lược đồ ở màn hình, chúng ta thấy là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay gồm có tất cả là 8 tỉnh và thành phố. Đó là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Như vậy thì bây giờ các em ghi nhanh cho thầy ý này vào trong tập của mình, là gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Thì trong đó các bạn chú ý Long An với Tiền Giang là thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và tiếp theo xin mời tất cả các em chúng ta hãy quan sát bảng số liệu 33.2 ở trang 122. Từ bảng 33.2 này, các em hãy nêu nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước. Chúng ta thấy bảng 33.2 là cho biết một số cái chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước năm 2002. Gồm có 3 tiêu chí: tổng GDP, GDP công nghiệp và giá trị xuất khẩu. Như vậy chúng ta thấy cả 3 tiêu chí này đều chiếm tỷ trọng rất là cao. Cụ thể, tổng GDP chiếm 35,1%, tức là hơn 1/3 của cả nước. GDP công nghiệp xây dựng chiếm 56,6% và giá trị xuất khẩu chiếm 60,3%. Chúng ta thấy hai tiêu chí này chiếm hơn 1/2 so với cả nước. Như vậy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nó có vai trò như thế nào? Từ bảng 33.2, như vậy chúng ta thấy
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nó có vai trò rất là quan trọng, không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn đối với các tỉnh ở phía Nam và cả nước. Như vậy thì bây giờ các em sẽ ghi cho thầy ý này vào trong tập của mình. Các em học sinh thân mến, như vậy thầy và trò chúng ta vừa mới tìm hiểu xong nội dung của bài số 33. Và nhiệm vụ tiếp theo là các em hãy xem lại cho thầy cái nội dung của bài học này. Đồng thời chúng ta có thể xem lại những cái câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa và xem lại ở trong tập bản đồ địa lý. Đồng thời các em hãy hoàn thành cho thầy cái bài tập số 3 ở trang số 123. Các em chú ý ở đây bài tập số 3 là yêu cầu chúng ta vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng về diện tích, về dân số, về GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002. Và ở bảng 33 này chúng ta thấy 3 tiêu chí, đó là diện tích, dân số, GDP. Yêu cầu của đề bài là chúng ta hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng. Cho nên bây giờ chúng ta phải xử lý cái số liệu từ cái giá trị tuyệt đối sang giá trị phần trăm. Và 3 vùng kinh tế trọng điểm tức là nó tương ứng với 100%. Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc tính tỷ lệ phần trăm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo cái quy tắc là nhân chéo chia ngang. Tức là ở đây chúng ta sẽ lấy giá trị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chúng ta chia cho 3 vùng kinh tế trọng điểm và nhân 100. Và bây giờ các em nhìn trên màn hình, chúng ta đây là cái bảng số liệu đã qua xử lý. Các em thấy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 39,3%, dân số cũng 39,3% và GDP là chiếm 65%. Còn 3 vùng kinh tế trọng điểm chúng ta thấy là 100%. Bây giờ các em sẽ sử dụng cái số liệu này để chúng ta tiến hành vẽ biểu đồ hình cột. Đối với biểu đồ hình cột, đặc biệt là biểu đồ cột chồng, thì ở những bài trước chúng ta đã được thực hành rồi. Cho nên ngày hôm nay các em có thể xem lại ở những bài trước để hoàn thành cho thầy cái bài tập số 3 này. Như vậy thì buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.